There he is. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa Việt Nam, ngày 26 tháng 8 năm 2014. Hoài Hương xin kính chào quý vị. Đảng Cộng sản Việt Nam cử đặc sứ sang Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng. Trung Quốc hoan nghênh Việt Nam bồi thường các nạn nhân vụ biểu tình bạo động. Miền Bắc California rung chuyển vì một trận động đất lớn. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Đảng Cộng sản Việt Nam cử đặc sứ sang Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình cho hay, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, cũng là đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ đi thăm Trung Quốc trong hai ngày 26 và 27 tháng 8, thể theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mục đích là để tìm cách hàn gắn các quan hệ đã bị sứt mẻ nghiêm trọng sau khi Bắc Kinh cho điều giàn khoan Hải Dương 981 và vùng biển mà Hà Nội tuyên bố là thuộc chủ quyền Việt Nam hồi tháng 5. Sự kiện đó đã gây ra phản ứng giận dữ ở Hà Nội, dẫn tới những đồn đoán cho rằng Hà Nội có thể tái xét mối quan hệ với Bắc Kinh và có thể ngả về phía Hoa Kỳ như các nước Đông Nam Á khác đã làm trong bối cảnh các cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích nói rằng trong nội bộ chính phủ Việt Nam đang có sự giằng co giữa các nhà lãnh đạo ủng hộ một sự thay đổi chiến lược để ngả về phía Hoa Kỳ và một phe phái vẫn tin tưởng là Việt Nam có thể thương lượng với Trung Quốc, đồng minh về mặt ý thức hệ, cũng là nước láng giềng khổng lồ và đối tác kinh tế thiết yếu của Việt Nam, bất chấp những tuyên bố công khai của Bắc Kinh đòi chủ quyền các khu vực rộng lớn trên Biển Đông mà Hà Nội cho là thuộc chủ quyền của mình. Ông Lê Hồng Anh được coi là nhân vật quyền lực thứ 5 trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông sẽ là quan chức cao cấp nhất trực tiếp tiếp xúc với Trung Quốc sau khi Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sang thăm Hà Nội hồi tháng 6 trong một chuyến đi không mang lại kết quả nào. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, có lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh, bày tỏ hoài nghi về các cuộc thảo luận Việt-Trung lần này. Hãng tin AP dẫn lời ông Vĩnh nói, lần này cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì. Trung Quốc sẽ không bao giờ tương nhượng. Việc họ rút giàn khoan chỉ là tạm thời. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng xấu xa là độc chiếm Biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, ông hoan nghênh các cuộc thảo luận, nhưng quan ngại rằng Bắc Kinh có thể tìm cách thuyết phục Hà Nội từ bỏ ý định kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang A bày tỏ hoài nghi về bất cứ bước đột phá nào trong cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai đảng Cộng sản Việt-Trung. Mặc dù Trung Quốc đã tự nguyện rút giàn khoan ra khỏi vùng biển tranh chấp. Tôi nghĩ là khó mà có thể có một cái bước tiến gì đột phá trong cái lần này. Nếu mà tình hình không có một cái sự cải thiện thực sự theo cái hướng là Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và phải coi trọng cái việc đối thoại với Việt Nam chứ không phải là coi như là một cái chư hầu thì tình hình sẽ khó mà có thể cải thiện. Nhất là trong cái tình hình mà thế giới lên tiếng quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ có những cái xích lại gần nhau thì bước đi này của Trung Quốc cũng có thể là một cái muốn làm xoa dịu và muốn lại dùng cái 4 tốt rồi 16 nhưng mà cái cột Việt Nam lại như là cũ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái khả năng để mà nó lặp lại như cũ là rất là khó. Và nếu mà nó để lại như cũ thì tôi nghĩ rằng cái tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị tổn hại một cách khủng khiếp. Tiến sĩ Nguyễn Quang A là Chủ tịch Hội Doanh thương Việt Nam Hungary. Ông là cựu chủ tịch của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, think tank độc lập đầu tiên của Việt Nam, gồm có một số nhà khoa bằng lỗi lạc nhất Việt Nam trước khi Viện IDS tự giải tán để phản đối quyết định số 97 của Chính phủ Việt Nam về vấn đề phản biện. Trung Quốc hoan nghênh quyết định của Việt Nam bồi thường cho các nạn nhân của vụ biểu tình bạo động hồi tháng 5, một động thái mà bản tin của Reuters mô tả là nhằm gỡ bỏ một cái gai đã phương hại tới các quan hệ song phương trong nhiều tháng qua.
Trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố một thông cáo hôm nay dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nước này là ông Hùng Lỗi nói rằng Việt Nam đã bày tỏ hối tiếc về những vụ bạo loạn hồi tháng 5 nhắm vào các công nhân viên Trung Quốc và các công ty của Trung Quốc và lấy làm đau buồn về những thương vong mà các công nhân Trung Quốc đã phải chịu đựng. Tân Hoa Xã dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Hà Nội đã và tiếp tục thi hành những chính sách và biện pháp để hỗ trợ các công ty bị tác động, khắc phục khó khăn và hồi phục hoạt động. Hà Nội cũng sẽ có những biện pháp nhân đạo nhằm hỗ trợ các công nhân viên Trung Quốc bị ảnh hưởng trong vụ việc này. Phẫn uất về các hành động lấn chiếm biển đảo của Trung Quốc tiếp theo sau vụ việc liên quan tới giàn khoan Hải Dương 981, hàng ngàn người Việt đã tấn công các doanh nghiệp và các công xưởng mà họ tin là thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc. Các vụ ấu đả giữa các công nhân Việt và Hoa đã bùng nổ ở tỉnh Hà Tĩnh, khiến cho 4 người thiệt mạng và ít nhất 100 người bị thương. Khoảng 4.000 công nhân Trung Quốc đã rời Việt Nam sau vụ bạo động này. Reuters tường thuật rằng, tuy vậy, sự phẫn nộ vẫn âm ỉ tại Việt Nam và các chuyên gia nói rằng vụ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc có phần chắc sẽ đẩy mạnh cuộc tranh luận ở trong nước về vấn đề lãnh đạo và chính sách đối ngoại của nhà nước, cũng như nhu cầu phải xây dựng các quan hệ thương mại và ngoại giao khác có thể thay thế các quan hệ với Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ Hai mạnh mẽ đả kích Hoa Kỳ và cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể xem những chuyến bay do thám của Mỹ là hành động thù địch sau khi Hoa Kỳ cáo buộc một máy bay chiến đấu của Trung Quốc áp sát máy bay quân sự của Mỹ tới mức nguy hiểm trên không phận Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo có quan điểm dân tộc chủ nghĩa trong một bài xã luận hôm thứ Hai nói rằng hoạt động do thám này đề ra một mối đe dọa cho các lợi ích an ninh cốt lõi của Trung Quốc và có thể được coi là một hành động thù địch. Bài viết cảnh báo rằng nếu đụng độ ở Biển Đông trở thành một cuộc đối đầu liên quan tới lợi ích cốt lõi của cả hai bên, thì đó sẽ là cuộc chiến sinh tử giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Một bài xã luận trên tờ Trung Quốc Nhật Báo cáo buộc Hoa Kỳ làm suy yếu sự tin tưởng lẫn nhau và rằng hoạt động do thám của Hải quân và Không quân Mỹ không hề thuyết phục được nhà nước và nhân dân Trung Quốc tin rằng Mỹ thành thực trong tuyên bố là Hoa Kỳ muốn xây dựng tin cậy lẫn nhau với Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Sáu tuần trước nói rằng máy bay của Trung Quốc đã bay sát một cách nguy hiểm trước chiếc phản lật cơ P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ, trong khi chiếc phi cơ này đang bay tuần tra thường lệ trên không phận quốc tế. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ là vô căn cứ và nói phi công của Trung Quốc đã giữ một khoảng cách an toàn. Một giới chức hàng đầu của Ukraine hôm thứ Hai nói rằng xe tăng và xe thiết giáp của Nga đã vượt qua biên giới và tiến vào vùng đông nam Ukraine. Ông Andriy Lysenko, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine cho biết là đoàn xe tải đã vượt qua biên giới gần thị trấn Cherbak. Ông nói những xe quân sự này của Nga treo cờ của phiến quân ly khai Donetsk. Ông Lysenko cho biết là đoàn xe có thể tiến tới gần một khu vực ở Mariupol. Ông nói rằng thành phố cảng bên bờ biển Azov này có đủ lực lượng phòng vệ để đẩy lui bất kỳ cuộc tấn công nào. Trước đó trong ngày thứ Hai, giới chức Ukraine cho biết lực lượng của chính phủ đã giao chiến với một đoàn xe của phe ly khai gần một thị trấn bên bờ biển Azov. Trong cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow muốn điều một đoàn xe cứu trợ nhân đạo khác tới miền đông Ukraine. Ông Lavrov nói rằng Nga đã gửi một thông báo ngoại giao chính thức tới Kiev, kèm theo thông tin về đoàn xe cứu trợ mới, trong đó có thông tin về loại hàng cứu trợ sẽ được mang tới. Hồi tuần trước, Nga đã đơn phương điều 200 xe tải chở vật phẩm, được nói là hàng cứu trợ vào Ukraine. Chính phủ Ukraine lên án đây là một hành động xâm lược. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và NATO cũng đưa ra những lời tố cáo tương tự. Thống đốc Jerry Brown tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều nơi ở miền Bắc bang California, nằm bên bờ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, sau khi trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua làm rung chuyển khu vực này. Trận động đất đo được 6 độ xảy ra vào lúc tờ mờ sáng Chủ nhật. Tâm chấn nằm cách thành phố San Francisco khoảng 50 km về phía Bắc. Hầu hết thiệt hại tập trung ở và chung quanh thành phố Napa, trong khu vực sản xuất rượu vang nổi tiếng ở Bắc California. Hơn 100 người bị thương, một số tòa nhà đã bị hư hại và một số bị thiêu rụi khi ống dẫn khí bị gãy. Các chuyên gia cảnh báo rằng có thể còn có tới 70 cơn dư chấn trong suốt tuần này. Trận động đất hôm Chủ nhật
là trận động đất lớn nhất đã làm rung chuyển vùng vịnh San Francisco kể từ khi trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ở thành phố này vào tháng 10 năm 1989, làm thiệt mạng 62 người. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Đối với một số người, ăn bao nhiêu sô-cô-la cũng không thấy là đủ. Nhưng dù các nhà dinh dưỡng cảnh báo rằng lượng đường trong sô-cô-la có hại cho chúng ta, các bác sĩ lại chỉ ra những lợi ích chống oxy hóa của sô-cô-la. Và sô-cô-la thô hữu cơ có thể chứa một lượng cân bằng thích hợp. Mời quý vị theo dõi qua video sau đây. Lợi ích lớn nhất của việc ăn cacao và sô-cô-la đắng có thể là giảm huyết áp, bởi cảm giác gần như đê mê khi bơ cacao tan trong miệng. Tâm trạng đó có thể đóng góp vào tác dụng chống trầm cảm của sô-cô-la, theo bà Kim Hoffman. Nó có chất phenethylamine, là một chất truyền dẫn thần kinh có trong não và có chức năng cải thiện trạng thái. Nó cũng làm tăng chất endorphin trong máu, là những chất kích thích sự vui vẻ và chúng luôn xuất hiện khi chúng ta ở trạng thái phấn khích. Nhưng không phải tất cả các loại sô-cô-la đều có các chất hóa học có ích như nhau. Một số nhà nghiên cứu nói nhiệt độ cao để chế biến sô-cô-la thương mại lên đến 130 độ C có thể làm giảm các tác dụng. Là nghệ nhân làm sô-cô-la ở cửa hàng Honest Chocolate ở Cape Town, Nam Phi, ông Anthony Grid luôn giữ nhiệt độ của sô-cô-la thô của ông dưới 42 độ C. Có một phong trào nấu tối thiểu hay còn gọi là làm nóng tối thiểu với thức ăn để giữ được các chất chống oxy hóa hoặc bất cứ thứ gì. Các chất khoáng hay bất cứ chất gì có thể giữ được, cacao là một phần đó. Bạn có thể ăn sống nó. Để giảm độ đắng tự nhiên trong cacao, các nhà sản xuất các sản phẩm sô-cô-la loại bỏ polyphenol là các chất chống oxy hóa tạo vị đắng, rồi cho thêm đường. Bà Leonie Joubert, một tác giả viết về khoa học thực phẩm, lưu ý rằng đường có liên hệ với các bệnh liên quan đến cân nặng và sô-cô-la không phải là thứ nên ăn mỗi ngày. Vấn đề là ở chỗ hấp thụ quá nhiều đường trong một thời gian dài, nó gây ra các phản ứng viêm nhiễm lặp đi lặp lại trong cơ thể, và điều này có liên quan đến bệnh tim. Rõ ràng là nó có liên quan đến bệnh béo phì và các vấn đề về cân nặng và các bệnh có liên quan. Bánh kẹo ở cửa hàng Honest Chocolate được làm bằng mật cây thùa, chứ không phải bằng đường, và có hàm lượng cacao rất cao. Đó là thứ mà cô Jessica Bonin đánh giá cao. Điều mà tôi thấy đặc biệt về sô-cô-la của họ là vị đường không lấn át, do đó bạn sẽ cảm nhận được vị sô-cô-la rất đậm đà và đê mê. Giống như những người sành sô-cô-la khác, cô Bonin thỏa mãn cơn thèm của mình bằng một mẩu sô-cô-la nhỏ, nhưng thật là ngon. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể được xem dễ dàng bằng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin quý vị gửi về voabạnlambao@gmail.com. Hoài Hương xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.